không, con không thứ ba, ba con không, bài này nộp, bà đi về, con không nhận bài ba bạn này nữa. Ai cho đi về vậy, ai cho đi về vậy? Rang chuông chưa mà về, thần kinh có tỉnh táo không, có nhận thức được không? Cái này là ra chơi, giờ nào rang chuông hãy chơi, chưa rang chuông chưa được chơi, tự nhiên khùng hết đi giờ ra chơi đi về. Cái đó là kỳ lạ dữ lắm. Quay vô chỗ ngồi, học bài mới là chứ đó dễ gì. Đó, rồi rang chuông nó vừa làm hả dạ chưa. Cái lớp người ta học đi ra nhẹ nhàng, lớp này nó rút như mở cửa ngục á. Đúng là lớp học khó đỡ mà, hại não dễ sợ luôn. Cái món mà đu đủ lắc với đá me công nhận ngon ha. Ừ. Cái trường này là lạ thiệt luôn á. Cái kỳ kỳ sao? Kìa. Ê, thằng Ngốt kìa. Ê, Ngốt. Hiểu rồi. Tiền bảo kê đâu? Nhiều. 50. Năm trăm, phải thôi. Ốc nhiều quá che não rồi. Lạ nha, hai thằng này suốt ngày ăn hiếp thằng Ngố hoài à. Bây giờ còn chấn lột tiền của nó nữa. Quá đáng. Thôi, chuyện của người ta đừng có xen vào, đi thôi. Trời, trời trời, nhìn lại cái ghế đau lòng quá. Dở 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 đó lên nhờ. Trời ơi, này là cái ghế phong thủy của Trà Trà á. Cái này là nó tên là Tiểu Muội. Cái ghế này là em kết nghĩa của Trà Trà. Mà sao bây giờ Châu Châu ngồi lên cái đầu Tiểu Muội của Trà Trà vậy? Bạn sao bằng ác quá vậy bạn? Bạn cho trên đầu em người ta. Không sao không sao. Dù sao Châu là người mới mà mình thông cảm đúng không? Bạn xúc phạm dòng họ người ta. Mạnh à, để Trà có gì hết. Để Mạnh tử nó. Thôi, sao vậy? Mạnh sao vậy? Không có gì sợ hết, Châu ngồi đi. Thật ra Châu là người mới học, Trà cũng thông cảm đúng không? Châu làm cái gì vậy? Làm bài hả? Ôi Châu giỏi quá ha, ra chơi không đi chơi mà làm bài hả? Giỏi quá ha, Trà không được vậy ha. Châu muốn chứng tỏ Châu giỏi nhất lớp này hả? Thôi không nói Châu vậy, để coi Châu làm bài gì nè. Trời đất ơi, chữ nghĩa gì, cái gì. Trà, lỡ tay, Trà lỡ thôi mà. Sao không có lỡ tay? Sao của tôi? Anh làm gì vậy? Ủa đang chơi vui, mắc gì Trà? Sao tự nhiên xét tổng thôi? Rồi sao? Tao thích vậy đó, được không? Trả tập lại đây. Ngu sao trả? Ngon được đi, lấy lại đi. Trà, giỏi quá hả? Ê, ê. Sao bà xô tôi? Tôi không có xô, nó xô. Sao bữa nay mày dám xô tao? Nó xô nè, nó đứng một chỗ xô mình đó. Nó xô. Mày ngon quá ha. Mới vô lớp mà dám ăn hiếp tao hả? Dám xô tao hả mày? Nè, đau không? Xin lỗi, kiếm chuyện tụi nó chi vậy? Đâu có kiếm chuyện mấy bạn đó đâu. Mình đang làm bài tập kiểm tra, tự nhiên mấy bạn đó lại giật tập của mình, rồi xong còn xé tập của mình nữa. Mình gượt theo thì mấy bạn đó tự té nhau, rồi mấy bạn đó kiếm cớ đánh mình. Bên em một kiếp như mây cứ trôi.
Đừng. Các em đừng nói để cô nói, cô giải thích. Các em đừng ngạc nhiên trước những hiện tượng lạ hay là những cách ăn mặc thời trang của cô. Cô thích là cô làm thôi, cô không quan tâm. Đừng đặt câu hỏi, cô sẽ không trả lời đâu. Nhé. Cái đầm này là 2 trong 1, vừa làm đầm để mặc mà vừa làm để khăn để trải bàn luôn. Rồi bây giờ nè, ngày hôm nay các em làm bài xong hết chưa? Rồi cô ơi. Đem bài lên đây nộp cho cô. Trật tự. Nộp bài trong im lặng. Cô. Đi không nổi hết á, thanh niên trai tráng đi không nổi á. Có cuốn tập mà đi 50 bước mới tới cái bàn hay sao á. Coi nộp á, giấy đôi giấy chiếc vậy đó. Hai bài này cô không nhận, không điểm. Đây nè, tập mà vẽ rồng vẽ rắn đây nè, ký tên nè, hoa văn nè, Doraemon nè, ha, không điểm. Cô ghét màu xanh lá cây, ai xài vỡ xanh lá cây, không điểm. Bạn này cùng màu, không điểm. Màu vàng là màu phản bội, cô cực kỳ ghét màu vàng, không điểm. Màu đỏ sao cô? Màu đỏ là màu cô ưa thích. Cô sẽ nhận hai bài này. Yeah. Nhưng rất tiếc hai bài này giấy trắng. Cô xin tặng mỗi bạn 5 cây không. Oh. Màu xanh là màu cô rất là thích. Yeah. Nhưng viết thay lấy sổ y tế làm bài, cô không thích. Không điểm. Oh. Đúng. Làm cái gì vậy Mạnh? Dằn mặt cô hả? Châu, từ nãy giờ em chưa nộp bài cho cô. Lên đây. Lên đây lề mề quá. Sao không nộp bài? Khóc là kết thúc câu chuyện đó. Giải thích đi. Đừng nói nữa. Nói là biện minh ngụy biện đó. Đừng nói luôn, để cô nói cho. Châu là một đứa hiếu học, rất là dễ thương, ngoan. Nhưng ngày hôm nay không cãi lại lời cô, không nộp bài khống như các em, cô sẽ không cho Châu 5 cây không nữa. Nhưng cô sẽ cho Châu miễn học môn cô trong năm nay. Năm sau học lại. Đừng nói, về chỗ ngồi đi. Cái gì đập đùng đùng vậy? Đùng đùng với ai? Lên lật bàn cô đi. Rồi nè, bây giờ tất cả mọi người lấy tập ra học bài nha. Tập đó hết rồi. Em giữ nè cô. Cái tánh kỳ cục vậy, ghê gớm không? Tập của người ta đi gom chứ vậy. Nãy cô kêu em gom mà. Cứ gom giùm các em đó, công đức vô lượng. Sao vậy? Cá tập cho các bạn đi em. Rồi, chuẩn bị học bài mới nha các em. Trật tự. Nghe cô hỏi, các em có tin rằng là có giác quan thứ 6 hay không? Các em có cảm thấy có điều gì đó bất an ở đây không? Không. Hãy tin cô. Cô đang linh cảm rằng có một chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Theo sự suy nghĩ phán đoán của một người phụ nữ fashion đẹp, gu thời trang và thần kinh ổn định, cô phán đoán rằng thì sắp có một trận núi lửa. Một khi mà nó nổ ra thì trai
gái có yêu đến mấy cũng chia tay, hình ảnh có đẹp đến mấy cũng tan vỡ thôi. Nên hãy để cô đi giải quyết. Mạnh, ý của tôi là đi ra canh cửa, bốn thằng kia để tôi giải quyết. Nói sớm đã xuống chết. Nhanh đi. Nè, đánh nó. Hit, 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 hit.